Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nha. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình airdrop nhận 500 triệu tốc cần đút cát. Thì chương trình airdrop này tổng có 100.000 tỷ tốc cần đút cát nè, dành cho 20.000 người hoàn thành nhiệm vụ nữa các bạn. Thì để tham gia với hôm nay, các bạn cần click phần link mô tả dưới video mình, mở link form các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn cho anh chào kênh group nè. Rồi, trên Telegram bằng John sao các bạn. Rồi, các bạn bắt up đây nè. Tiếp tục follow Twitter. Trên Twitter các bạn theo dõi nè các bạn. Các bạn like nè. Các bạn trích dẫn với tweet với hashtag nha các bạn. Nay mình... Rồi, các bạn bắt up đây nè. Thì các bạn copy cái hashtag này và các bạn tăng 3 người bạn mình vào các bạn. Tiếp tục visit website này. Thôi, mình đã tạo quyết rồi. Rồi, dòng đầu tiên các bạn điền địa chỉ với BNB Smartchain Best20 trên dưới chocolate mình nha các bạn. Các bạn copy địa chỉ mình nè. Rồi, bạn gọi là Linh Phong nè. Dòng thứ hai các bạn điền địa chỉ username Telegram các bạn đã xôn xào hay góp rồi. Dòng thứ ba các bạn điền là username tờ Twitter của tất cả các bạn đã follow dán các bạn và tờ tweet. Tiếp tục các bạn gửi link liên tweet bot nè, thì bạn mở tờ Twitter tất cả bạn ra nè. Các bạn nhấp vào ba cạnh cùng, nhấp vào một hồ sơ nè. Các bạn chia sẻ các bạn đã tờ tweet nè, các bạn sao chép liên kết nè. Rồi các bạn dán vào đây nè. Rồi các bạn chỉ bấm gửi là xong nha các bạn. Ok, vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình để góp nhận 500 triệu tốc cần đút cát trên đây kết thúc nha các bạn. Vậy mình chào biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.